Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Hoàng đế Nội Kinh, tài liệu y học cổ truyền Trung Quốc. Phần 1 Tố vấn, chương 80 Phương Thịnh suy luận thiên. Kinh văn: Lôi Công hỏi rằng, về khí nhiều ít, thế nào là nghịch, thế nào là tùng? Hoàng đế dạy rằng, dương theo tả, âm theo hữu, lão theo trên, thiếu theo dưới. Vì vậy, xuân hạ theo về dương thời sống, theo về thu đông thời chết. Trái lại, theo về thu đông là sống. Vì vậy, khí dù nhiều ít mà nghịch, đều thành chứng quyết. Chứng quyết thuộc về thiếu âm, khiến người mộng càng, quá lắm thời mê. Phế khí hư thời khiến người mộng thấy bạch vật, các vật trắng thuộc loài kim, thấy chém người máu chảy. Nếu đắc thời, thời mộng thấy binh biến. Thần khí hư thời khiến người mộng thấy thuyền và người bị đắm đuối. Nếu đắc thời, thời mộng nằm trong nước như bị sợ hãi. Can khí hư thời mộng thấy cỏ cây nảy nở. Nếu đắc thời, thời mộng tựa dưới gốc cây không dám đứng dậy. Tâm khí hư mộng thấy đi cứu đám cháy. Nếu đắc thời, thời mộng thấy lửa sáng trực trời. Tỳ khí hư thời mộng thấy uống ăn không đủ. Nếu đắc thời, thời mộng thấy đắp tường lợp nhà. Đó là thuộc về ngũ tạng khí hư, dương khí hữu dư, âm khí bất túc. Vậy hợp với ngũ chẩn, điều với âm dương, để xét về kinh mạch. Vì vậy, chẩn có đại phương, phép lớn, ngồi đứng có thường, ra vào có lối, để giúp ích cho thần minh, phải rất thanh tĩnh, xem suốt trên dưới, coi ở bát chính, xét ngũ trung bộ, án mạch động tĩnh, theo xiết để nhận về hoạt. Sắc, hàn, ôm, đạo có xét rõ mới được dài lâu, và tới được cõi mười vẹn cả mười, thập toàn. Chú giải: Khí mà thuộc dương, thời ở bên tả là thuận. Khí mà thuộc âm, thời ở bên hữu là thuận. Người già ăn kém, nên ở trên là thuận. Người thiếu dục nhiều, nên ở dưới là thuận. Vì vậy, về mùa xuân hạ, hoặc bệnh hoặc mạch, theo về dương là sống. Nếu lại âm bệnh, âm mạch như thu đông thời sẽ chết. Trái lại, thời thu đông theo về âm thời sống. Nếu lại là dương bệnh, dương mạch như xuân hạ thời chết. Vì vậy, khí ở con người không cứ gì nhiều ít, nếu nghịch thời sẽ thành chứng quyết. Đây nói về âm khí bất túc thời sinh ra chứng nhiệt quyết, mà lấy vọng mộng của ngũ tạng làm chứng nghiệm. Ngũ tạng thuộc về âm, âm khí hư thời hình ra vọng mộng. Như phế khí hư, thời mộng thấy bạch vật, vì phế kim, kim sắc trắng, thấy người bị chém là cái công dụng của kim. Nếu gặp mùa thu đông mà kim vượng giúp phế, thời phế chưa suy lắm, sẽ mộng thấy binh chiến, đó là vì tạng khí thực. Thần thuộc thủy, nên mộng thấy sự đắm đuối. Nếu gặp mùa đông mà thủy đến giúp thận, thời thận chưa suy lắm, thời mộng thấy mầm ở trong nước. Sở dĩ như bị sợ hãi là do tạng khí không yên mà sinh ra. Can chủ mộng, nên mộng thấy có cây nảy mọc, đó là vì cùng một loài. Nếu gặp mùa xuân mà mọc lại giúp can, thời can chưa suy lắm, thời mộng thấy tựa dưới gốc cây. Sở dĩ không dám đứng dậy cũng là do tạng khí không yên. Tâm thuộc hỏa, nên mộng thấy chạy chữa đám cháy. Nếu gặp mùa hạ thời hỏa tới giúp tâm, tâm chưa suy lắm, nên mộng thấy lửa sáng rực trời, đó cũng vì tạng khí thực mà không yên. Tỳ thuộc thổ, nên mộng thấy uống ăn không đủ. Nếu gặp về tứ quý mà thổ tới giúp tỳ, tỳ chưa suy lắm, nên mộng thấy đắp tường, lợp nhà. Đó đều do ngũ tạng khí hư, dương khí hữu dư, âm khí bất túc. Sở dĩ cho nên có mộng hiện ra như vậy và gây thành chứng quyết. Đây nói về hình khí nên tương đắc, không nên tương thất mới được là thập toàn. Nhưng hình là hữu hình, mà khí là vô hình. Về khí, cần phải do mạch để nghiệm. Vì vậy hình nhược khí hư thời chết, vì cả hai đều là bất túc. Hình khí hữu dư mà mạch khí bất túc, cũng chết, bởi hình lấy mạch làm chủ. Nếu mạch khí hữu dư mà hình khí bất túc, thời huyết khí đầy đủ, thần khí sẽ sung, chắc có cơ sống được. Vì vậy chẩn có đại pháp: phàm làm y công,
tự mình ngồi dậy phải có thường, ra vào phải có lối, khiến cho thần minh thư sướng, thanh tĩnh vững vàng. Vậy sao mới án đến mạch của bệnh nhân, động, tĩnh, hoặc, sắc, hàn, ôn, đại, tiểu? Điều rõ ràng không sai, thế mới là thập toàn.